Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Tình hình là Tết nhất gần đến nơi mà tinh thần anh em sắm đồ thì mạnh quá cơ. Mà lại còn có nhiều bạn hỏi mình về gear nữa chứ. Chắc là trong năm vừa rồi thì cũng đã có đủ tiền sủng dình để sắm các cái bộ máy chơi game khủng rồi. Thì nay đến gần Tết, chúng ta lại bắt đầu có nhu cầu sắm thêm gear để về chiến những cái tựa game hot hit nhất trong Tết này. Chứ còn lì xì tầm này thì quan trọng gì nữa. Và có một bạn fan cũng có nhắn tin lên đến cho fanpage Hà Nội Computer của chúng mình hỏi là: em có nhu cầu mua bàn phím, em chỉ có từ 2 đến 3 triệu thôi. Nhưng mà em cần một con bàn phím ngon, khỏe, ném chó chạy. Trời ơi, tưởng gì, nhu cầu như thế thì đơn giản. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn không chỉ một mà đến 3 mẫu bàn phím đến từ nhà Mistel Taiwan mà giá chỉ rơi vào khoảng 2,6 triệu đồng mà thôi. Ngay bây giờ bắt đầu thôi. Bàn của mình bây giờ đang là 3 mẫu Mistel X8 với các phiên bản có dây và Bluetooth. Với phiên bản ở giữa này là phiên bản Bluetooth, lát nữa mình cũng sẽ unbox giới thiệu cho các bạn chi tiết. Và phiên bản này thì nó có màu là Grace Blue, tức là phím bên trong là màu xanh, là tông nền chủ đạo ấy. Còn với bạn này là bạn có dây thì bạn này có màu là Gramming, tức là kiểu màu đỏ cam gì đấy. Nói chung là lát nữa thì mình cũng sẽ unbox hết cho các bạn xem. Nhưng mà nhân vật chủ đạo ngày hôm nay để giới thiệu cho các bạn fan mà lúc nãy có hỏi mình có khoảng tiền từ 2 cho đến 3 triệu đồng một thôi, muốn mua bàn phím chơi game rồi cần những cái gì tiện gọn nhất, thì chắc chắn mẫu Blue này, mẫu Grace Blue và Bluetooth này sẽ là cái sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Bây giờ thì cùng thử vừa cùng với mình đi đánh giá từ bên ngoài và bên trong chiếc bàn phím này nhá. Trước hết thì đánh giá về bên ngoài vỏ hộp sản phẩm, mình thấy khá là chắc chắn. Gần đây thì các thương hiệu sản xuất bàn phím thì mình thấy cũng đã khá là chỉnh chu trong cái việc thiết kế hộp của bàn phím, nhìn sao cho nó cứng cáp này, có một cái vẻ sang trọng nhất định. Và cái này thì sẽ có cả trên những bàn phím thấp cấp bây giờ cũng đều trang bị các bạn nhé. Ở đây thì đằng trước mặt chúng ta sẽ có tên của nhãn hiệu này, rồi là tên sản phẩm. Phía bên tay phải này của mình thì sẽ có những cái thông số. Thứ nhất là về ở đây chúng ta sẽ có đầu kết nối Type-C này. Ở đây sẽ dùng keycap là BBT Double Shot nha các bạn. Rồi switch thì chúng ta sẽ là switch của Cherry. Và cuối cùng là bạn này có cả tương thích được với cả Mac nữa. Khá là hay ho đấy. Lại còn chúng ta là một bàn phím tầm trung mà lại có cả Bluetooth. Không biết là lát nữa thì khi mà chúng ta theo dõi vào bên trong thì sẽ có những gì hay ho hơn. Như các bạn có thể thấy lúc nãy cái tên của sản phẩm là Grace Blue, thì ở đây chúng ta cũng có thể hiển thị rõ được là hai cái màu chủ đạo tông chính của cái bàn phím này, chúng ta hiển thị ở góc này nhá. Và ở đây thì bàn phím này của mình, ở đây chúng ta sẽ có tổng là 4 switch, nhưng mà bàn phím mình đang có trên tay là Red. Tiếp theo ở đây thì chúng ta sẽ có là bàn phím Bluetooth. Đó, các cái thông số này đều hiển thị sẵn khi mà các bạn đi mua sản phẩm ấy. Nếu như các bạn xem thì các bạn có thể theo dõi hết ở hai bên cạnh này, đằng trước, đằng sau, để có biết được là sản phẩm của mình có những cái tính năng gì hay là thuộc dòng gì nhá. Bây giờ thì thôi, unbox nào. Đây, đầu tiên là chúng ta sẽ có một miếng trái bàn phím như thế này. Thực ra là trước giờ khi mà mua bàn phím về ấy, mình cứ nghĩ là giác và mình sẽ quẳng nó đi luôn. Nhưng mà không các bạn ạ, gần đây bắt đầu mới được khai sáng. Và tại sao các nhà sản xuất bàn phím lại chỉ có những cái chắn như thế này ở cái phân khúc tầm trung cho đến cao cấp, chứ các bạn mua bàn phím tàu thì sẽ không có đâu, vì nó có một cái công dụng cực kỳ lớn, đó chính là chắn bụi. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ có bàn phím. Chắc chắn là như vậy rồi, chắc chắn là phải có bàn phím. Nhưng mà thôi, nhân vật chính thì để review sau. Mình sẽ để tạm sang bên này, xem bên trong có còn gì nữa. Đây là một quyển sổ hướng dẫn. Nói chung là giấy nhóm lò thôi mà, cái này quăng được. Ở phía bên trong hộp này, chúng ta sẽ có nào. Tuy rằng đây là phiên bản bàn phím Bluetooth nhưng mà nhà sản xuất cũng vẫn để cho chúng ta thêm một cái dây Type-C này, để cho các bạn nếu như không dùng bàn phím, không dùng chức năng Bluetooth thì có thể cắm dây vào trực tiếp để sử dụng. Nhưng mà nói chung mình thấy chắc là nhãn hàng cẩn thận quá thôi, chứ còn dùng bàn phím Bluetooth thì chắc đến một quýt sau năm nó cũng chưa hỏng. Chứ còn cái việc mà anh em giờ hơi bỏ Bluetooth dùng dây thì mình thấy chắc là tỷ lệ thấp lắm ấy. Cái này có cũng được, không có cũng không sao. Tiếp theo, ở đây nhãn hàng có trang bị cho chúng ta hai viên pin.
AAA, 2-3A để có thể lắp vào dưới bàn phím. Chắc là lát nữa thì mình lắp thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sau, nhưng mà bây giờ cứ để tạm sang đã. Rồi, chúng ta sẽ có gì nữa đây? Đây sẽ có một cái hai miếng phím phụ và cuối cùng là sẽ có một cái key puller. Các bạn thấy giống hình gì? Hình như là giống con tuần lộc đúng không? Đây là có hai cái sừng mà. Tự nhiên mình lại nhớ đến là cắm sừng ai đi cắm chứ anh đừng cắm sừng em anh nhé. Cắm sừng ai đi cắm chứ anh đừng cắm sừng em. Cắm sừng em. Đùa một chút thôi nhưng mà nhìn khá là đáng yêu đấy, nhưng mà với cái kiểu phím keyboard như thế này thì mình không biết là liệu cái chức năng làm việc của nó có tốt không, hay là nó lại không bằng một cái keyboard thông thường mà mình đang có ở đây. Thì lát nữa đi vào cái phần nhổ phím chi tiết thì mình sẽ so sánh hai bạn này nhá, xem là đẹp hơn hay là bình thường sẽ hơn. Vậy là vỏ hộp của chúng ta hết sạch rồi, hết trơn rồi, chả còn cái gì trong này nữa. Chúng ta sẽ đến nhân vật chính thôi. Cái cảm nhận đầu tiên của mình khi mà cầm chiếc bàn phím này là rất là nặng, đầm tay. Không biết là do mình con gái tay nhỏ cầm cái gì cũng thấy to hay là nó nặng thật, không biết nữa. Anh quay phim ơi, vào cầm hộ em thử cái xem nó nặng thật không. Thôi ông lại diễn rồi. Nhưng mà nặng thật các bạn ạ, chứ không phải nặng đùa đâu. Nói chung là vẫn đáp ứng với cái tiêu chí ban đầu mà bạn Phan có bảo mình là ném chó chết đấy. Được không? Nặng, đầm tay. Thật ra là chỉ đùa một chút thôi, chứ còn thực chất mình thấy khi mà cầm trên tay chiếc Mitel X8 này thì cái đầu tiên đó là rất là đầm và nặng, chắc tay, chắc chắn khi mà các bạn sử dụng trong thời gian nhiều chơi game hay là có kiểu chát chít mạnh tay một chút thì cũng không bị tình trạng là xê dịch bàn phím. Rồi hai nữa là cái mức độ gia công ở đây hoàn thiện rất là cao, và đặc biệt là chúng ta có sở hữu một bộ keycap với profile OEM là dạng bàn phím thiết kế bàn phím cơ bản, nên là các bạn khi mà đang sử dụng một bàn phím khác chuyển sang đây thì cái việc mà đặt tay lên là chúng ta có thể sử dụng nó luôn thôi, không cũng mất quá nhiều thời gian để có thể làm quen với lại cái mẫu bàn phím như thế này. Sử dụng rất là êm ái, và đặc biệt là như mình có nói thì bạn này là sở hữu Cherry Redswick, thế nên là đây cũng là một cái switch mà có thể coi là nhẹ nhất của trên các dòng switch rồi, và chúng ta bấm này rất là êm ái, nhẹ, phản hồi tốt. Và hơn nữa là cái keycap này ở đây của chúng ta thì sẽ được làm bằng chất liệu PPT và in theo kiểu là double shot. Thì mình bây giờ sẽ thử lấy phím ra cho các bạn để xem kỹ hơn về cái chất liệu đấy nhá. Thế thôi, bây giờ mình cũng sẽ sử dụng luôn cái con tuần lộc này xem là hiệu năng sử dụng của nó như thế nào, liệu đẹp mà có tốt không. Đó, các bạn phải dí và nghe thấy tiếng rất là to như thế thì bắt đầu cái con tuần lộc nó mới kẹp được vào cái phần dưới của chiếc keycap, và sau đó thì chúng ta mới có thể nhấc lên được như thế này. Và khi mà các bạn lấy phím ra thì cũng sẽ phải kéo một đường như thế. Nói chung là về vấn đề mà khi sử dụng, mình nghĩ là một hai lần thì không sao, nhưng mà nếu mà thời gian dài chúng ta lấy ra và vệ sinh liên tục như vậy thì cái việc kéo keycap lên như thế này rất là hại. Thứ nhất là chúng ta sẽ làm mất rất nhiều lực khi mà đẩy xuống đây. Cái thứ hai là khi mà kéo ra như này thì nó sẽ rất là dễ xước. Một hai lần thì không sao, nhưng mà dùng nhiều lần thì nó như kiểu là phá. Nên là bây giờ mình sẽ so sánh với cái việc mà mình sử dụng một cái chiếc keyboard thông thường như thế này để lấy phím ra thì các bạn sẽ thấy dễ dàng và nó không tổn hại đến phím nhiều đâu. Đây, chỉ cần cho xuống nhá, quay chéo một tí, nhấc lên, rất đơn giản đúng không? Mà cái này này, nó banh ra đủ các thể loại kích cỡ, lấy ra một cách đơn giản. Nên nói chung là thôi, đẹp thì đẹp, các bạn chỉ để ngắm thôi chứ đừng có dùng. Mình khuyên thật đấy, cứ dùng những cái keyboard thông thường như này là được rồi. Và đây thì bây giờ mình cũng sẽ cho các bạn xem cái chất liệu keycap được là PPT double shot. Các bạn nhìn này, đây mình sẽ quay cận cho các bạn xem nhá. Phía bên chúng ta sẽ có hai lớp viền, bên ngoài là màu xanh này, bên trong sẽ là màu vàng. Nói chung là với cái thiết kế như thế này thì khiến cho chúng keycap của chúng ta sẽ cực kỳ là chắc chắn và bền bỉ. Hơn nữa là như anh em có thể thấy thì cái phông chữ ở trên này là màu vàng, rất là nổi, dễ nhìn. Và các bạn có thể thoải mái mà combat cũng như là bấm keycap, không cần phải lo nghĩ là việc nó có bị bay màu hay là bị bóng trong cái quá trình sử dụng lâu dài hay không. Và ở góc phía trên này thì các bạn có thể thấy một cái số, các cái số phím media này. Ở đây chúng ta sẽ có phím calculator này, là phím để gọi máy tính ra này, phím tắt âm thanh này, hay là phím tăng giảm âm thanh ở đây. Và như đã nói ở phần trên thì chiếc bàn phím này của mình là Redswick. Thì nhà sản xuất cũng có cho chúng ta ba cái dòng switch khác nhau, đó là Brown, Blue và Red. Thế nhưng mà đối với dòng Red này thì mình thấy thích nhất bởi lẽ là nó rất là êm, không tạo ra tiếng ồn quá nhiều.
gần như là êm ái nhất rồi. Thì các bạn có thể thoải mái, kể cả làm trong văn phòng cũng rất là yên tĩnh, không ảnh hưởng đến ai. Hay là các bạn chơi game giấu bố mẹ thì càng chắc chắn yên tâm hơn. Bây giờ mình sẽ lật sang phía mặt dưới để cho các bạn xem những cái tính phím chức năng khác. Đầu tiên thì ở đây chúng ta sẽ có phần lắp pin. Như ban đầu thì nhà sản xuất cũng đã có trang bị sẵn cho chúng ta hai viên pin AAA ở đây. Các bạn nhớ là lắp đúng đầu nhá. Mình sẽ lắp vào. Để kết nối với các thiết bị thì các bạn sẽ ấn phím F, N và số 6. Đó, với thì ở đây này các bạn có thể thấy là đèn của chúng ta đã bật sáng rồi. Sẽ có một cái màu xanh ở đằng trước này. Đặc biệt là với bàn phím này thì có một cái mình rất là thích. Đó chính là có thể kết nối cùng lúc với lại 3 thiết bị khác nhau. Thì các bạn sẽ bấm là FN6, FN7 và FN8. 3 thiết bị khác nhau cùng một lúc các bạn nhá. Và ở đây thì Mitel cũng đã rất tinh tế khi mà thiết kế cái phần cắm dây khá là gọn gàng, tránh gãy gập hay là ảnh hưởng đến quá trình sử dụng. Nhưng mà nói chung đây là cái dòng sản phẩm Bluetooth, thế nên là cái đường đi dây của chúng ta ở đây sẽ không còn nữa. Và ở bên đây thì Mitel X8 được trang bị Deep Switch với 4 chức năng khác nhau. Các bạn có thể thấy đầu tiên sẽ là cái chức năng Mark Layout. Đây là chức năng khóa những cái phím của Windows và biến bàn phím của chúng ta trở thành bàn phím Mark sử dụng cho macOS. Cái thứ hai là Caps Lock và Control, trái thì sẽ được hoán đổi vị trí cho nhau. Và cái thứ ba sẽ là Macro. Và cái cuối cùng sẽ là bật để cho Caps Lock và FN hoán đổi vị trí cho nhau. Và cũng vẫn như những bàn phím khác thì ở đây vẫn được trang bị đến hai cái mức tăng giảm chiều cao để tùy vào cái kích cỡ tay của các bạn. Với những người mà tay ngắn hay là tay con gái như mình thì sẽ chỉ sử dụng đến cái mức số 1 này thôi. Còn bạn nào con trai tay to hơn thì chúng ta sẽ có thể sử dụng đến cái mức số 2 như thế này. Cũng rất là chắc chắn. Và vậy là mình cũng đã giới thiệu gần như là hết tất cả những cái tính năng trên chiếc bàn phím Mitel X8 này rồi. Thì bây giờ mình cũng tiện luôn trong video này sẽ mở cho các bạn cái phiên bản mà có dây và cái màu là Gramming này, để cho các bạn có cái sự quan sát trực quan hơn về các màu của bàn phím nhá. Bây giờ sẽ để đây, kệ lên đây. Thực ra trong 3 phiên bản này thì phiên bản là Bluetooth mình thấy là phiên bản xịn sò nhất rồi. Và nếu như bạn nào thích cái sự gọn tiện thì sẽ sử dụng cái phiên bản này. Còn không thì chúng ta vẫn có thể sử dụng những cái bàn phím có dây và chỉ là lựa chọn màu khác mà thôi. Bên trong thì vẫn giống nhau cả thôi, không có gì khác biệt cả. Chỉ là màu bàn phím mình muốn lấy ra để cho các bạn tiện xem luôn ở đây. Đây, tông màu chủ đạo sẽ là cam trắng. Mình nhầm lúc đầu mình bảo là cam đỏ. Sorry các bạn. Đấy, mở ra trực quan mới biết đúng không? Nói chung là sau một thời gian sử dụng chiếc bàn phím Mitel X8 này thì mình cảm thấy là với cái mức giá khoảng 2,6 triệu đồng thì đây sẽ không phải là một mức giá quá đắt, cũng không phải mức giá quá rẻ, mà nó sẽ nằm ở tầm trung. Và thực sự là với những cái tính năng mà nó đem lại thì mình thấy đây là một bàn phím rất nên được các anh em lưu tâm dinh về trong cái mùa Tết năm nay để có thể chơi game hay làm việc. Và với những cái ưu điểm như là chúng ta sẽ gõ bàn phím trong cái thời gian làm việc dài mà không hề mỏi hay đau cổ tay, cái việc đàn hồi phím cũng rất là tốt, hơn nữa là lại còn không có độ trễ các bạn ạ. Và đó là những cái gì mà mình đã được trải nghiệm về em Mitel X8 này. Còn các bạn thì sao? Các bạn có đang băn khoăn phân vân gì thêm nữa không? Và có những cái câu hỏi gì thì có thể cùng comment xuống phía bên dưới cho chúng mình được biết nhé. Còn nếu như anh em nào đã sẵn sàng dinh một chiếc bàn phím mới trong mùa xuân này về để có thể chiến mọi cái tựa game hot hit thì đừng ngần ngại, hãy đến ngay với các cơ sở của Hà Nội Computer để có thể mua được chiếc bàn phím này về nhé. Còn bây giờ thì đã xem tới đây rồi, đừng ngần ngại để lại một like, một share và subscribe kênh để ủng hộ cho chúng mình ra những video tiếp theo nhá. Còn bây giờ Nami xin phép xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.